Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 114 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe. Ở trên một khối tinh cầu không có người, tại bên trong vũ trụ nguyên thủy mênh mông mà vô tận, khối tinh cầu này làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thê lương. Không có thực vật nào, mặt đất cũng bị tách ra, phạm vi cũng không được lớn. Trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh, không ngờ không tìm thấy vết tích của bất cứ nguồn nước nào. Thế nhưng nơi này lại là có ma thú sinh sống, nên khiến cho kẻ có cảnh giới quy thần cũng phải sợ hãi. Ma thú ở nơi đây chính là quần cư Giáp Long. Tuy rằng Giáp Long có chênh lệch rất lớn với ma thú nguyên thủy, nhưng trình độ phòng ngự cùng công kích của chúng cực kỳ khủng bố. Mà quan trọng nhất, chúng nó hành động theo quần thể. Giờ phút này mặt đất phát ra tiếng ầm ầm sầu muộn, bụi đất bay đầy trời, trải lên một cảnh sắc thái màu vàng mênh mông. Cách đó không xa, ngàn vạn Giáp Long điên cuồng xông tới. Tư thế chạy như điên của vạn thú này làm người ta nhìn thấy mà ghê người. Khe nứt trên mặt đất hiển nhiên không thể chịu đựng cố trọng lực này, nên không ngừng tách ra mà sụp đổ xuống. Trên thân Giáp Long kia bao phủ tầng da ngoài dày kinh người, cứng rắn vô cùng. Thân hình vô cùng khổng lồ, đầu mọc một chiếc sừng, hình dạng như một loại tê giác. Chân lưng mọc ra một loạt xương gai dày đặc hỗn loạn. Hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra cả bên ngoài, không ngừng chảy đầy nước dãi. Vạn thú chạy như điên đã trở thành một việc mà mỗi ngày chúng nó đều làm. Ở trên khối tinh cầu này còn sinh tồn không ít sinh vật, nhưng khi chúng nhìn thấy ngàn vạn Giáp Long này thì đều tránh ra rất xa. Giữa không trung, ba bóng người giống như ma quỷ xuất hiện mà không ai biết. Trên người mỗi người đều phát ra khí tức vô cùng cường đại. Bên trái là một người đàn ông mặc trường bào màu xanh đậm, tóc ngắn, con người màu xanh đậm, nhìn chằm chằm ngàn vạn Giáp Long ở bên kia, trong ánh mắt lộ ra một chút khinh miệt. Mà chính giữa là người đàn ông mặc trường bào màu lục, tóc dài như thác nước rủ tới đất, thần sắc có vẻ vô cùng lạnh lùng. Phía bên phải là người đàn ông mặc y phục màu lam, quanh thân hơi lưu chuyển gió. Ở trong sự khống chế của hắn, bụi đất bay lên đều đột ngột bị ngăn cản bên ngoài. Thần thiên đời thứ 17, Tiêu Bất Phàm. Thần thiên đời thứ 37, Nhâm Thiên Tuyệt. Tên hạ bộ thần thiên kia gần như không để ý, nhưng hai tên kia đều là thượng bộ thần thiên, mà Tiêu Bất Phàm lại là cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh. Quả nhiên có chút khó khăn. Người đàn ông mặc trường bào màu xanh lá kia trầm giọng nói. Người đàn ông tóc ngắn khẽ nhíu mày. Tuy rằng thực lực của chúng ta đều ở cảnh giới thượng bộ thần thiên, nhưng nếu thực sự muốn tiến hành chiến đấu, chỉ sợ tình huống sẽ không tốt lắm. Người đàn ông mặc áo lam cười lạnh một tiếng nói. Hiện giờ chúng ta đều ở cảnh giới thượng bộ thần thiên, hơn nữa tu luyện của mỗi người chúng ta đều không giống nhau. Nếu cuộc chiến xảy ra tình huống cũng không gay go nói không chừng. Nhậm Thiên Tuyệt kia một mình ta có thể ứng phó, chẳng lẽ hai gã thượng bộ thần thiên cũng không thể đối phó Tiêu Bất Phàm hay sao? Người đàn ông mặc trường bào màu lục nhìn hắn thật sâu. Người hao hết tâm sức tìm chúng ta chính là muốn chúng ta giúp người cướp lấy thần thiên bảng nguyên thủy cùng quyền tối cao nắm trong tay. Tuy nhiên người đừng quên, chúng ta cũng từng là thần thiên. Giúp người thì có chỗ tốt gì cho chúng ta đây? Giờ phút này vẻ mặt của người đàn ông tóc ngắn cũng trở nên ngưng trọng lại, rời ánh mắt rơi ở trên người gã đàn ông áo lam. Nếu như chúng ta có thể đoạt được thần thiên bảng nguyên thủy để nắm trong tay toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, thì ta không ngại chia sẻ quyền trưởng khống cùng các ngươi. Người đàn ông áo lam trầm giọng nói. Người đàn ông áo xanh đột nhiên phá lên cười. Được rồi, ta cũng muốn trở lại như ngày xưa, nắm trong tay thần thiên trong vũ trụ. Người đàn ông tóc ngắn nhíu mày nói. Các ngươi đừng quên, nếu chúng ta có thể từ thần thiên mộ địa sống lại, như vậy đại nhân thần thiên đời thứ nhất có lẽ cũng đã sống lại. Ông ấy mới là trưởng khống giả tối cao chân chính của vũ trụ nguyên thủy này. Người đàn ông áo lam cười lạnh nói. Đại nhân thần thiên đời thứ nhất, cho dù không có thần thiên bảng nguyên thủy thì cũng có được quyền tối cao nắm trong tay, mà chúng ta lại không giống như ông ấy, là sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Yên tâm đi. Người đàn ông áo xanh hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. 38 đời thần thiên sống lại, nếu chúng ta không kết hợp cùng một chỗ thì rất có thể sẽ bị những thần thiên còn lại của cảnh giới đỉnh công kích. Người đàn ông áo lam gật đầu nói. Người nói rất đúng, nếu chúng ta có thể kết hợp cùng một chỗ, như vậy bất cứ thần thiên nào chúng ta cũng không để vào mắt.
Nếu như mọi người đã đạt được nhận thức với nhau rồi thì hiện tại chúng ta cũng phải đi. Ta rất muốn nhìn xem cảnh giới thượng bộ thần thiên đỉnh kia rốt cuộc thì mạnh đến bao nhiêu. Người đàn ông áo lục đột nhiên ha ha cười điên cuồng, quần áo quanh thân vỡ nát để lộ ra áo giáp thủy tinh như khoáng thạch thủy tinh, bên trong lưu động ánh sáng mù mờ, nhìn qua có một dạng phòng ngự không thể tin được. Chúng ta đã ngủ say ở thần thiên mộ địa không biết bao nhiêu diễn kỷ, đã đến lúc chúng ta cũng nên đoạt lại toàn bộ rồi. Ánh mắt người đàn ông đó chợt trở nên vô cùng lệ hại, mạnh mẽ đánh ra một quyền, quyền phong cuồn cuộn tự như một luồng quang chiều màu tím, không gian có phạm vi trăm dặm đều bị bao phủ lại. Cố lực lượng chí cường kia giống như vạn cơ thịt, đàn giáp long chạy như điên không ngớt trên mặt đất. Khi ở dưới cố lực lượng này, tầng tầng mảng ra ngoài đều bị xé rách hoàn toàn, da thịt bay ra. Trong giây phút đó, mấy ngàn con giáp long đều bị vặn thành thịt nát tan. Trên mặt đất hiện ra những vũng vấn thạch vô cùng to lớn, làm cho người ta nhìn thấy cũng ghê người. Chợt ba bóng người giống như quỷ mị vô thanh vô thức biến mất trong hư không. Ở bên trong bát thần vũ trụ rộng lớn vô tận, Tần Vũ, Nhậm Thiên Tuyệt cùng Tiêu Bất Phàm ba người đang ngồi xếp bằng trong hư không, yên tĩnh nhắm hai mắt lại, dường như đang lĩnh ngộ cái gì đó. Sau khi Nhậm Thiên Tuyệt này nhìn thấy Tiêu Bất Phàm thi triển dung hợp hỗn độn lực với địa nguyên tố pháp tắc, dường như có chút ngộ đạo, cũng đang tu luyện chuyên tâm, nên đối với việc chỉ đạo Tần Vũ hiển nhiên cũng lơi lỏng rất nhiều. Thế nhưng giờ phút này, một cuộn quyển trục vô cùng to lớn đang chậm chậm mở ra. Tần Vũ đan từng tia thần thức rót vào trong đó, cảm giác hết thảy tin tức của toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Rất hiển nhiên đó là thần thiên bảng nguyên thủy. Ở bên trong thần thiên bảng nguyên thủy, bất kể là các đại chủ thần giới hay là hàng tỷ tinh trần thế giới, toàn bộ đều giống như nằm trong sự khống chế của Tần Vũ. Số mệnh của những người đó cũng có thể tùy ý mà tính toán. Dường như vũ trụ vô cùng lớn lại gần như trong lòng bàn tay Tần Vũ vậy. Không biết Lập Nhi bọn họ bây giờ thế nào rồi? Tần Vũ trong lòng nhớ mong mọi người nên cẩn thận truy tìm tin tức của Hồng Mông vũ trụ ở trong hàng tỷ tinh trần thế giới. Đã trôi qua gần một vạn năm, cũng không biết Khương Lập các nàng ở trong Từ Huyền Phủ bây giờ như thế nào. Tần Vũ! Lúc này một âm thanh lạnh như băng vang lên bên tai hắn. Trong lòng Tần Vũ bỗng nhiên cả kinh, liền thu thần thiên bảng nguyên thủy về lại, phát hiện không biết từ lúc nào Tiêu Bất Phàm đã mở hai mắt, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ cười khổ một tiếng, hắn biết Tiêu Bất Phàm đang đốc thúc hắn tu luyện nên có chút bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ muốn nhìn thần thiên bảng nguyên thủy một chút thôi." "Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi có biết huyền diệu của thần thiên bảng nguyên thủy là gì hay không?" Tiêu Bất Phàm lãnh thanh nói. Lúc này Nhậm Thiên Tuyệt ngồi xếp bằng ở cách đó không xa cũng mở hai mắt, tuy nhìn Tần Vũ có hứng thú nhưng dường như cũng đang đợi hắn trả lời. Tần Vũ khẽ nhíu mày, lòng nghĩ thần thiên bảng nguyên thủy chẳng qua là chứa đựng toàn bộ tin tức của vũ trụ nguyên thủy cùng với số mệnh người khác, dựa vào nó có thể tính toán, trừ thứ đó ra thì cũng không có gì khác cả. Ta có thể biết được tin tức của các ngươi từ nó, không chỉ có như thế, nó còn ghi lại toàn bộ những việc đã phát sinh trong vũ trụ nguyên thủy, đúng không? Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Sai hết 10 phần, nó không phải một quyển thư ghi lại hết thảy. Thần thiên bảng nguyên thủy đối với thần thiên mà nói chính là tượng trưng cho tuyển quyền tối cao nắm ở trong tay. Chỉ có thần thiên bảng nguyên thủy mới có thể khống chế những việc đã phát sinh trong toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Tuy nhiên lấy cảnh giới hiện tại của ngươi, lĩnh ngộ không tới đó cũng là chuyện bình thường. Khó trách tên Kim Phi Ngô kia muốn đoạt lấy thần thiên bảng nguyên thủy như vậy. Tần Vũ giật mình nói. Ánh mắt của Tiêu Bất Phàm chợt ngưng lại. Mấy trăm năm nay ngươi dung hợp với phong nguyên tố pháp tắc có tiến triển gì không? Lúc này thần thiên đời thứ 17 đứng trước mặt Tần Vũ thật giống như một vị giáo sư nghiêm khắc. Thế nhưng trước sau gì ông lại không chịu nhận mình đã chỉ bảo Tần Vũ. Thế nhưng không vì thế mà Tần Vũ nản lòng. Tần Vũ đã coi Tiêu Bất Phàm là sư phụ, ngay cả cách xưng hô cũng đã đổi. Tần Vũ khẽ nhíu mày nói. Hiện tại con đã có thể đem hỗn độn lực dung nhập vào trong phong bạo của phong nguyên tố pháp tắc. Về phương diện lực công kích phải là rất mạnh. Lấy cảnh giới hiện tại của con hiện tại hẳn đã đạt tới trung bộ thần thiên rồi phải không? Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói. Trung bộ thần thiên? Ngươi còn đang nằm mơ hay sao? Ngươi còn cách trung bộ thần thiên một khoảng rất xa. Hiện tại nhiều lắm tính ra ngươi nằm trong đám cao thủ của hạ bộ thần thiên. Trong các đời thần thiên, thực lực của ngươi có thể xếp trên 3 vị nếu đếm ngược. Hả? Vẻ mặt Tần Vũ có chút trắng bệch.
Tu luyện nhiều năm như vậy, không ngờ hắn không tiến triển một chút nào, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhậm Thiên Tuyệt lạnh nhạt cười nói, làm việc không thể nóng vội, lấy tư chất thiên phú của ngươi hiện giờ có thể đạt tới cảnh giới như vậy cũng không tệ rồi. Có bao nhiêu thần thiên hao phí bao nhiêu diễn kỷ không đếm được mới đạt tới cảnh giới hiện giờ như của ngươi. Tiêu Bất Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhậm Thiên Tuyệt một cái, trầm giọng nói, chuyên tâm tu luyện, không được có một chút phân tâm, nếu không ngươi đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nhậm Thiên Tuyệt ở một bên cũng cười khổ một tiếng, một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hiện giờ có giáo sư biến thái như vậy thì Tần Vũ cũng không được nói cái gì. Tay áo chật cuốn thì hỗn độn lực vô tận nháy mắt đã phóng thích ra. Tu luyện mấy năm nay, Tần Vũ thông qua việc khống chế đối với hỗn độn lực đã đạt tới cảnh giới thành thạo cực kỳ, có thể tùy ý tiến hành thay đổi. Khí lưu vô hình màu đen xám kia bao phủ toàn thân Tần Vũ, dần dần biến thành màu xanh đen. Từng tia lực lượng phong nguyên tố không ngừng thẩm thấu vào trong hỗn độn lực, hết thảy đều dung nhập một cách hoàn mỹ. Tuy rằng vẫn chưa diễn luyện thi chuyển qua, nhưng Tần Vũ có thể cảm giác được, sau khi hỗn độn lực dung hợp vào nguyên tố pháp tắc thì bất kể ở phương diện công kích hay là phòng ngự đều tương đối kinh người. Tiêu Bất Phàm thấy Tần Vũ chuyên tâm vào tu luyện thì việc nhíu chặt mày vừa rồi cũng dần dần chậm rãi xuống. Trong vô tận vũ trụ trống trải, phảng phất đã không cảm giác được thời gian tồn tại. Bỗng nhiên trong lúc này, khí tức cường giả ba động xuyên thấu cả hư không, phóng xuất vô tận. Nhâm Thiên Tuyệt sắc mặt trở nên trắng bệch cả kinh nói, là thượng bộ thần thiên, ba người đều là thượng bộ thần thiên. Hơn nữa, từ cường độ khí tức có thể phán định, chủ nhân hơi thở bá đạo kia thực lực tuyệt đối trên cả mình, nếu không hắn sẽ không phải kinh ngạc đến như vậy. Tiêu Bất Phàm bên cạnh thì ngược lại lộ ra vẻ cực kỳ trầm ổn, chậm chậm mở đôi mắt nói, đơn giản là tới chịu chết, có gì phải kinh ngạc đâu. Tần Vũ vào lúc này đang trong thời khắc lĩnh ngộ mấu chốt, từ quanh thân thể hắn có thể thấy rõ ràng hai loại quang hoa khí lưu xanh rêu cùng với xanh tím, hiển nhiên là dung hợp huyền ảo của hai loại nguyên tố pháp tắc. Lúc này cảm giác được ba cỗ khí tức cường thế không ngừng tới gần, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Cặp khí lưu hỗn tạp kia giống như sóng biển kịch liệt dao động. Tiêu Bất Phàm thấy thế, mi vũ trong lúc này hiện lên một tia tàn khốc nói, không liên quan đến ngươi, chuyên tâm tu luyện đi. Tần Vũ toàn thân run lên, thậm chí ngay cả hai mắt cũng không mở ra, hít vào một hơi thật sâu, khí lưu nọ lại từ từ ổn định xuống. Nhậm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liễm, thần thức kéo dài trong nháy mắt, nhíu mày nói, là thần thiên thứ 12 Kiêu Nam, thần thiên thứ 19 Vô Thần cùng với thần thiên thứ 23 Long Quân, bọn họ như thế nào lại cùng nhau tới đây vậy? Tiêu Bất Phàm nặng nề hừ lạnh một tiếng, có cùng mục đích tất nhiên là đi cùng nhau, muốn chia phần quyền lực thật không biết tự lượng sức mình. Lập tức Tiêu Bất Phàm phất ống tay áo, một cỗ hỗn độn lực dung hợp với sơn nguyên tố pháp tắc hướng tới Tần Vũ. Khi lãng màu xanh kia không ngừng quay tròn xung quanh hắn, hình thành một tầng bích lũy. Sát na trong lúc này, khí tức bá đạo chợt tiêu thất, sau một khắc lại xuất hiện phía trước cách đó không xa. Tiêu Bất Phàm lạnh như băng nói, dám phô trương như vậy, mấy vị quả nhiên có đảm lược. Long Quân thân mặc lam sắc trường bào thấy Tiêu Bất Phàm đột nhiên quang mang toàn thân tụ lại, cười lạnh nói, cùng là đỉnh phong cảnh giới thượng bộ thần thiên, che giấu khí tức bất quá là số ít lần mà thôi. Nếu tất cả đều đã từng là thần thiên, nói vậy ngươi cũng biết chúng ta vì sao tới đây. Nhậm Thiên Tuyệt trầm giọng nói, chúng ta từ trong thần thiên mộ địa sống lại, ai không muốn đoạt lại quyền lực chí cao ngày trước đây, nhưng hôm nay đã khác rồi, nguyên thủy thần thiên bảng đã không thuộc về bất kỳ ai trong chúng ta nữa, mà thực sự có quyền nắm lấy nó là hắn. Lập tức Nhậm Thiên Tuyệt ánh mắt hướng về phía Tần Vũ, mọi người cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn theo. Thấy Tần Vũ đang ngồi xếp bằng trong hư không, quanh thân thể làm hai dòng khí hỗn tạp dưới sự điều khiển của hắn không ngừng lưu động. Vô Thần thân mặc thanh sắc trường bào, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, trầm giọng nói, chỉ là một hạ bộ thần thiên, thật là lực cười. Kiêu Nam thân mặc một bộ khải giáp tinh xảo đột nhiên tiến lên trước hai bước, một cỗ khí lưu vô cùng cường đại bắt đầu ầm ầm khởi động. Nhậm Thiên Tuyệt liền biến sắc, biến đổi hỗn độn chất ư? Rất hiển nhiên Kiêu Lam là tu luyện biến đổi hỗn độn chất mà trở thành thần thiên. Long Quân ánh mắt dừng ở Tiêu Bất Phàm, phất tay cười nói, ngươi mặc dù là cảnh giới thượng bộ thần thiên, nhưng cũng không nhất định có thể địch nổi ba người thượng bộ thần thiên. Bây giờ ta còn có thể cho ngươi lựa chọn,
Nếu rút lui, chúng ta không ngại cùng chia cho ngươi quyền lực. Tiêu Bất Phàm khinh miệt cười khỉnh. Ta nếu là muốn có trong tay quyền lực, ngươi cho rằng còn đợi đến hôm nay sao? Bớt nói nhảm đi. Tiêu Bất Phàm đối với những thần thiên này hiển nhiên không có chút nhẫn nại nào. Năm ngón tay xòe ra, trong hư không chợt dâng lên vô tận quang hoa lôi điện, vô số điện xà từ trong sương mù hiện ra. Trong hư không vũ trụ hình thành ngàn vạn vùng xoáy, như vậy sản sinh ra vô số điện xà. Điện xà từ trong những vũng xoáy u ám tại trong vũ trụ trở nên chói mắt. Một cỗ uy áp từ trên người Tiêu Bất Phàm phóng thích. Nhậm Thiên Tuyệt thấy một màn không khỏi cảm khái nói: không hổ là thượng bộ thần thiên cảnh giới, ta với hắn chênh lệch không chỉ có một chút đâu. Nhậm Thiên Tuyệt cũng là tu luyện nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần thiên, nhưng cùng với Tần Vũ và Tiêu Bất Phàm khác nhau, sau khi chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần, trên phương diện điều khiển cùng với dung hợp đều không thể đạt tới trạng thái cực hạn. Cho nên sau khi Tiêu Bất Phàm cùng Tần Vũ trở thành thần thiên, về mặt điều khiển cùng với các thần thiên còn lại có ưu thế rất lớn. Khuôn mặt ánh kim sắc của Long Quân hiện lên một tia tức giận. Đã như vậy không thể trách chúng ta được. Vô Thần bên cạnh trầm giọng nói: theo kế hoạch cứ để ta đối phó với Nhậm Thiên Tuyệt, Tiêu Bất Phàm do ngươi và Kiêu Lam đối phó. Bất quá cho dù thế nào, cướp lấy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng là mục tiêu cuối cùng. Long Quân gật đầu, thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Giờ phút này Kiêu Nam nổi giận gầm lên một tiếng, cả thân thể phảng phất như trương phình lên, da thịt căng ra cơ hồ đang xé rách lớp khải giáp, thân hình đột nhiên biến thành khổng lồ, mái tóc cũng giật ngược sắc nhọn như châm, hai bàn tay thô kịch lấp lóe màu đồng, từng đạo gân xanh như rắn bò lồ ngổm lộ ra vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Trong tay hắn hồng quang chợt lóe, sau đó đột nhiên xuất hiện một chiến phủ thật lớn, toàn thân huyết hồng sắc, khí thế như vạn quân, sắc bén vô cùng. Tiêu Bất Phàm nhíu mày, lập tức cánh tay ngửa lên, từ trên vòm trời xuất hiện vô tận điện quang, gây nên những tiếng oanh minh. Từng con thủy xà lấp lánh điện quang đột nhiên chiếu xuống, trên vạn thước cao cả vũ trụ là một mảnh sáng ngời. Long Quân hai tay giơ lên cao, vô tận hỗn độn vật chất trong nháy mắt bị diễn hóa. Ở phía dưới vũng xoáy đột nhiên đằng khởi một đoàn sương mù mênh mông. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện bên trong đoàn sương mù từng đạo thanh lưu đang lưu chuyển, giống như long xà quất động, không ngừng quanh quẩn. Khi quang hoa lôi điện chạm đến đám sương mù, một sát na phảng phất như đang dung hợp, trong nháy mắt lực lượng bị tan biến. Tiêu Bất Phàm hừ lạnh một tiếng: thủy nguyên tố pháp tắc ư? Thủy nguyên tố pháp tắc có thể dung hợp lôi điện lực, đúng là có thể khắc chế được lôi nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này Kiêu Nam cánh tay vừa chuyển, sử dụng vũ trụ bổn nguyên lực đột nhiên thuấn di tới trước mặt của Tiêu Bất Phàm, giơ chiến phủ lên cao quá đầu. Chiến phủ bổ xuống không một tiếng động, thậm chí lấy chiến phủ làm trung tâm, bốn phía xung quanh tràn ngập vô số đợt sóng năng lượng, sau đó đột nhiên lan ra khắp nơi. Tiêu Bất Phàm liền biến sắc, không gian ba động bốn phía bị đoàn sóng năng lượng kia cuốn đi mất, cũng có nghĩa không cách nào vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực tiến hành thuấn di, hiển nhiên cũng không có thời gian thông qua thiên nguyên tố pháp tắc thay đổi quỹ tích. Giờ phút này lòng bàn tay Tiêu Bất Phàm đột nhiên đằng khởi một cỗ hỏa quang, ánh sáng ảm đạm như hoàng hôn, nhưng lại thấu phát ra một cỗ lực lượng dung luyện cả hư không. Toàn bộ các không gian giới diện xung quanh phảng phất như bị ném vào lò thiêu vậy, bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt. Oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên, theo tiếng sấm rền, hỏa quang đang cùng chiến phủ va vào nhau. Xoẹt xoẹt, đột nhiên hỏa quang chợt băng tán, chiến phủ kia giống như chém lên mặt nước, nổi lên một chút gợn sóng, cả cánh tay phải cùng tụ bào bị chém rụng, trong khoảnh khắc tan biến. Vô thành vô tức một kích, nhưng lại ẩn chứa lực lượng ngàn cân, Tiêu Bất Phàm chợt bị đẩy lui tới mấy trăm trượng. Nhậm Thiên Tuyệt thấy thế, thần sắc đại biến, liền xông lên hỗ trợ. Tuy nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ phía sau hắn vang lên: còn quan tâm đến người khác cơ, tốt nhất ngươi lo cho bản thân mình đi. Nhậm Thiên Tuyệt ánh mắt nhất liếm, xoay người lại, phía trước đột nhiên xuất hiện một đóa hoa màu xanh. Đóa hoa kia nhìn như hư ảo, trông rất quỷ dị. Một tia lục sắc quang hoa trong nháy mắt hướng tới Nhậm Thiên Tuyệt cuốn đến. Còn chưa tới gần, Nhậm Thiên Tuyệt đã cảm giác được linh hồn đã bị một lực lượng nào đó kiềm chế, đang khẽ rung động. Hơn nữa, cái loại cảm giác này theo lục sắc ánh sáng không ngừng tới gần mà càng trở nên mãnh liệt. Linh hồn công kích ư? Nhậm Thiên Tuyệt kinh dị nhìn Vô Thần, mười ngón tay chuyển động phảng phất như đang điều khiển ước vạn sợi chỉ. Vô Thần lạnh lùng nói: chẳng lẽ từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng ngươi không có chút tin tức nào về ta sao?
ta là tu luyện linh hồn mà trở thành thần thiên. Nhậm Thiên Tuyệt sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Nếu như đối phương đều là tu luyện nguyên tố pháp tắc mà trở thành thần thiên thì trên phương diện thực lực sẽ không kém quá nhiều, nhưng nếu là linh hồn công kích, trận chiến này sẽ có thể khó khăn hơn rất nhiều. Dù sao Nhậm Thiên Tuyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng đối chiến với cường giả tu luyện linh hồn mà trở thành thần thiên. Trong lúc này, Tần Vũ đang tu luyện dung hợp nguyên tố pháp tắc, nhưng thần thức vẫn có thể cảm giác được sự việc phát sinh trong cuộc chiến. Tiêu Bất Phàm cùng với lưỡng đại cường giả tỷ thí đủ để rung động lòng người. Thượng bộ thần thiên quyết chiến làm tận đáy lòng Tần Vũ đều thật sâu rung động, thật sự quá cường đại. Tiêu Bất Phàm nhìn ống tay áo bên phải không khỏi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hầm hầm Kiêu Lam. Kiêu Lam vác chiến phủ trên vai lớn tiếng nói: ta là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, chính là đệ thập nhị nhâm thần thiên. Nói như vậy, người từ trong nguyên thủy thần thiên bảng cũng biết chút ít tin tức về ta. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói: ta biết chuyện về ngươi có thể tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên đích xác cũng rất khó. Từ tin tức bên trong nguyên thủy thần thiên bảng, Kiêu Nam tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất mà trở thành thần thiên, thời gian hao phí cũng là rất kinh người. Hơn 10 diễn kỷ đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì, mà quá trình cũng là cực kỳ gian nan. Kiêu Nam ha ha cười nói: nhưng ta đã làm được, có thể tự nhiên điều khiển lực lượng biến đổi của hỗn độn vật chất. Theo cảnh giới thần thiên tăng lên, cả nguyên thủy vũ trụ, lực lượng của ta đều là cường đại nhất. Ngươi cường đại nhất ư? Từ trong miệng Tiêu Bất Phàm vang lên tiếng cười khinh miệt. Chẳng lẽ ngươi từ trong nguyên thủy thần thiên bảng còn chưa biết tin tức về đệ nhị nhâm thần thiên Tập Thiên Tông? Mặc dù rất mơ hồ, nhưng thực lực của hắn so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đệ nhị nhâm thần thiên Tập Thiên Tông cũng đồng dạng là tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất trở thành thần thiên. Tin tức về những nhậm thần thiên lúc trước rất mơ hồ, nhưng hắn đã sớm đặt tới cảnh giới thượng bộ thần thiên, thực lực nếu so với Kiêu Nam cường mạnh hơn rất nhiều. Nét mặt tự phụ của Kiêu Nam chợt trở nên âm trầm hẳn lên nói: một ngày nào đó ta sẽ vượt qua hắn thôi, nhưng với thực lực của ta, muốn tiêu diệt ngươi quả thực dễ dàng. Ồ, vậy sao? Trên phương diện cận chiến, nguyên tố pháp tắc cùng với hỗn độn chất biến đổi có chênh lệch, đây là điều không thể thay đổi. Nhưng ngươi không biết sự huyền ảo trong nguyên tố pháp tắc, muốn giết ta ư? Nằm mơ đi. Trong ánh mắt của Tiêu Bất Phàm tràn ngập tự tin khinh người. Giờ phút này cuồng phong nổi lên, phía sau Kiêu Nam vô số hỗn độn vật chất từ trong đó cuốn tới. Tiêu Bất Phàm ánh mắt thâm thúy, vạt áo bên phải cũng bay lên cao, năm ngón tay lưu động, hư không phương viên trăm dặm phảng phất như bị sụp xuống, hỗn độn lực mênh mông tràn ngập mỗi một tấc không gian. Trạch nguyên tố pháp tắc, khí lưu màu xám bùn giống như một vũng xoáy đang không ngừng chuyển động, hình thành hãm không chi lực, khiến những phong nhận trong nháy mắt thoát khỏi sự điều khiển, bị vũng xoáy kia cắn nuốt. Kiêu Nam giờ phút này đứng ở vùng trời phía trên vũng xoáy, khi tiếp cận vũng xoáy rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân hắn. Cách đó không xa, Tiêu Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, đây là sự chênh lệch trong cảnh giới thượng bộ thần thiên. Long Quân Thủy Chung chưa đạt tới cảnh giới đỉnh cao, chỉ có thể dùng hỗn độn lực dung nhập vào trong lục đại nguyên tố pháp tắc, trên thực lực tất nhiên không thể bằng Tiêu Bất Phàm. Kiêu Nam nặng nề hư lạnh một tiếng, chiến phủ trong tay hắn phảng phất không có chút nào cân nặng, hướng tới trung tâm vũng xoáy kia hung hăng đánh xuống, nhất thời truyền đến một trận nổ vang. Cỗ hỗn độn lực ẩn chứa trong trạch nguyên tố pháp tắc kia trong nháy mắt hội tán. Tiêu Bất Phàm toàn thân cũng theo đó mà rung động một chút, xem ra lực lượng một búa vừa rồi thực sự không phải chuyện đùa. Một người cận chiến, kẻ kia viễn công, Kiêu Nam cùng Long Quân phối hợp công kích, cho dù là thượng bộ thần thiên đỉnh cao cảnh giới như Tiêu Bất Phàm cũng cảm giác khó có thể giải quyết, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn phát ra sự tự tin như trước. Kiêu Nam giơ cự phủ lên trên vai, trầm giọng nói: cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi cùng bọn ta đấu cũng không được lợi gì, huống hồ chỉ là chia sẻ quyền trường khống, đối với ngươi mà nói chỉ là có lợi. Giờ phút này Long Quân cũng xuất hiện bên cạnh Kiêu Nam, ánh mắt lóe lên hàn quang, cùng đợi Tiêu Bất Phàm trả lời. Tiêu Bất Phàm hít vào một hơi thật sâu, xoay xoay cổ tay, lạnh lùng nói: ngươi cho là bằng vào chừng ấy khả năng lại có thể giết chết ta sao? Vậy sai lầm lớn rồi. Xem ra ta cần phải cho các ngươi kiến thức một chút trạng thái điều khiển cảnh giới đỉnh cao. Nói đến đây, Long Quân cùng Kiêu Nam không khỏi thần sắc đại biến, ánh mắt cũng co lại. Tiêu Bất Phàm thong thả xoay người lại, đôi mắt vẫn dừng ở Tần Vũ,
đang dung hợp nguyên tố pháp tắc, lớn tiếng nói: "Nói cho ta xem, sơn nguyên tố pháp tắc cùng phong nguyên tố pháp tắc nên vận dụng như thế nào đây?" Cách đó không xa, Tần Vũ nhíu mày, thần thức cẩn thận cảm giác tình hình trận chiến. Thượng bộ thần thiên cảnh giới đối chiến với Tần Vũ mà nói đích thực là một lần diễn luyện lớn, đối với để thăng cảnh giới có lợi rất lớn. Giờ phút này, Tiêu Bất Phàm bàn tay lộn lên, vô tận hỗn độn lực giống như thủy triều từ bốn phía mãnh liệt tụ đến, không ngừng hiện ra một tia thanh sắc quang mang. Long Quân thấy thanh sắc quang mang kia, sắc mặt có chút tái nhợt nói: "Không xong rồi." Kiêu Nam nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy?" Đong! Sát na trong lúc này, thanh sắc khí lưu từ xung quanh hai người hình thành một đạo bích lũy kiên cố, không có một kẽ hở nào, giống như một tòa lao ngục giam cầm hai người trong đó. Trong thanh sắc khí lưu kia ẩn chứa hỗn độn lực khủng khiếp, độ cứng rắn khó có thể tưởng tượng nổi. Kiêu Nam ánh mắt lạnh lẽo, liền vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực thuấn di rời đi. Tuy nhiên, không gian ba động bốn phía phảng phất như biến mất, cả hư không cứng như thép. Long Quân cười khổ một tiếng: "Tiêu Bất Phàm đúng là cảnh giới đỉnh cao của thượng bộ thần thiên. Ngươi cho rằng hắn sẽ dễ dàng để chúng ta vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực sao?" Tính chỉ, toàn bộ không gian đều đông cứng. Rất hiển nhiên, nó đã nằm trong tầm hạn chế của Tiêu Bất Phàm. Trên phương diện vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực, Long Quân cùng Kiêu Nam vẫn là kém hơn một bậc. Kiêu Nam hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên trước hai bước, giận dữ hét: "Xem ta phá!" Cự phủ trong tay hắn sơ cao như là không có chút cân nặng nào, gần như không tốn tí lực. Ánh sáng trên lưỡi búa xẹt qua, cơ hồ xé rách cả hư không, phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng, hung hăng đánh lên bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc. Tuy nhiên, lực lượng khủng khiếp kia từ một búa khi chạm đến thanh sắc khí lưu trong một sát na, đột nhiên tất cả lực lượng ngưng tụ trên đó đều tiêu tán ra bốn phương tám hướng. Cả tầng bích lũy rung chuyển dữ dội, nhưng bởi lực lượng kia không thể tập trung lại nên không tạo thành bất cứ thương tổn nào. Cách đó không xa, dưới cảm giác của thần thức, Tần Vũ không thể không khiếp sợ, thầm nghĩ: "Thì ra là sơn nguyên tố pháp tắc còn có diệu dụng như vậy." Long Quân thở dài thật sâu: "Không hổ là cảnh giới thượng bộ thần thiên, cư nhiên lại có thể tạo xuất ra phòng ngự chắc chắn đến như vậy. Mới vừa rồi ngươi có thể hủy một bàn tay của hắn, xem ra hắn là khinh thị ngươi." Kiêu Nam trợn mắt tức giận nói: "Ngươi cũng tu luyện nguyên tố pháp tắc, chẳng lẽ không có cách phá giải sao?" "Con đường tu luyện của Tiêu Bất Phàm so với chúng ta có điều không giống. Nếu bàn về trạng thái trường khống giả, ta kém xa hắn. Vốn theo kế hoạch là muốn cầm chân, nhưng không nghĩ đến lại bị hắn phong tỏa tại chỗ này. Muốn phá giải mặc dù khó khăn, nhưng không phải là không thể. Chỉ là năng lực của Tiêu Bất Phàm tuyệt đối không chỉ đến thế đâu." Tuy nhiên, giờ phút này, trong vòng không gian phương viên vài trăm thước, cuồng phong bỗng nổi lên, vô số đạo trường khí huyền thanh sắc giống như cánh ác ma xuất hiện trong hư không, chậm chậm lưu chuyển. Long Quân ánh mắt co lại, nhíu mày nói: "Phong nguyên tố pháp tắc cư không xong." Lời còn chưa dứt, dưới sự điều khiển của Tiêu Bất Phàm, vô số đạo cuồng phong truyền đến tựa như một con cuồng long bạo ngược. Hơn nữa, trong không gian phong bế này lại khiến cho người ta muốn tránh cũng không thể tránh. "Tử vong không gian!" Thanh âm của Tiêu Bất Phàm lạnh như băng, khiến hai người giật mình không thể tự chủ được. Thần thức của Tần Vũ cảm giác được khí tức của phong nguyên tố pháp tắc, thất kinh nói: "Thì ra nguyên tố pháp tắc còn được sử dụng như vậy. Ta vốn một mực cho rằng sơn nguyên tố pháp tắc chỉ có thể biến thành phòng ngự bản thể, không nghĩ tới còn có thể hạn chế đối thủ. Xem ra lãnh ngộ của ta còn thiếu rất nhiều." Sau khi nhận thấy tràng cảnh này, Tần Vũ phảng phất như chợt hiểu ra điều gì đó. Hai loại nguyên tố dung hợp cũng bắt đầu nhanh hơn. Hai đoàn khí lưu vô hình hoàn toàn bao phủ lấy Tần Vũ. Nguyên tố phong bạo, vô số đợt gió sắc nệm xé rách mỗi một tấc không gian. Long Quân cùng Kiêu Nam đang bị giam cầm trong sơn nguyên tố pháp tắc, căn bản cũng không có thời gian để trốn tránh. Tiêu Bất Phàm đứng ngạo nghễ cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên hàn ý lạnh như băng. Cũng trong lúc này, công kích linh hồn của vô thần đang khiến cho Nhậm Thiên Tuyệt lâm vào cảnh bất lợi. Thanh sắc khí lãng bắt đầu khởi động xung quanh thân thể Nhậm Thiên Tuyệt, hình thành một lớp khải giáp, nhưng không cách nào hoàn toàn chống đỡ được linh hồn công kích. Ức vạn ti tuyến từ đầu ngón tay vô thần phóng ra, không thể chống đỡ. Nhậm Thiên Tuyệt lúc trước đã mấy lần bị thanh sắc ti tuyến kia công kích, linh hồn cũng đã bị thương tổn vài phần. Tuy không nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng đến điều khiển nguyên tố pháp tắc. Giờ phút này, hai lòng bàn tay không ngừng tụ lại từng lôi điện quang cầu. Bên trong điện mang, vô thần vẫn đang không ngừng tới gần.
thân ảnh hắn giống như người u linh. Tại lúc này, từng đợt thuấn di cũng cực kỳ quỷ dị, người khác không thể nào phán đoán. Lỗi báo! Hằng hà lôi điện quang cầu từ trong tay Nhậm Thiên Tuyệt đột nhiên xạ ra. Tuy nhiên, khi tới gần vô thần trong một sát na, liền ầm ầm chán bạo, lưu quang băng toái, dung nhập vào hỗn độn lực, che trời phủ đất mỗi một tấc không gian. Thân ảnh của vô thần vừa chuyển đã biến mất trong hư không, cũng không biết là đã thuấn di đi tới địa phương nào. Trên phương diện vận dụng bổn nguyên lực, điều khiển pháp tắc thì Nhậm Thiên Tuyệt có thể nói so với vô thần không thể phân cao thấp, cho nên muốn vận dụng thời gian tĩnh chỉ nhằm hạn chế đối phương là không thể nào. Điều duy nhất chênh lệch chính là linh hồn công kích cùng với điều khiển pháp tắc. Lôi quang không ngừng tráng bạo, khiến cho toàn bộ tinh vực xung quanh đều bị bao phủ bởi một tầng bạch mang. Sau khi từng đạo điện mang bị phân tách dung hợp với hỗn độn lực, lực công kích cơ hồ có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung. Dưới phạm vi thần thức, Nhậm Thiên Tuyệt không ngừng tra xét tung tích của vô thần, lợi dụng công kích lôi bạo đẩy thanh sắc đi tuyến ra xa bản thể, nhưng cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Vô thần dường như đang chờ đợi, đợi đến khi Nhậm Thiên Tuyệt lơ là, chỉ cần lôi nguyên tố pháp tắc lộ ra một kẽ hở là công kích linh hồn có thể thừa dịp tấn công. Nếu như bị công kích linh hồn một lần nữa, Nhậm Thiên Tuyệt đối với điều khiển nguyên tố pháp tắc cùng với dung hợp hỗn độn lực sẽ giảm xuống rõ rệt. Nhậm Thiên Tuyệt hiển nhiên cũng đoán được ý đồ của vô thần, chân mày nhăn lại, phảng phất như đang suy tính, tìm kiếm sơ hở của vô thần. Trong lúc thần thiên tỉ thí, cho dù là một sơ hở nhỏ nhất cũng có thể trở thành điểm mấu chốt xoay chuyển tình thế. Trong bích lũy hình thành từ sân nguyên tố pháp tắc, vô số đạo trường khí sắc bén ẩn chứa hỗn độn lực tạo nên một cơn lốc cuồng bạo, sau đó dần dần bị yếu đi. Tiêu Bất Phàm tay phải vừa lộn, đoàn gió lốc kia trong nháy mắt liền biến mất. Trong mông lung hỗn độn vật chất sền sệt, từ từ hiện ra một bóng người, đó chính là Kiêu Nam. Hơi thở của Kiêu Nam có vẻ rất nặng nề, thân thể cao lớn đang khẽ phập phồng, bề mặt khải giáp tinh xảo kia thậm chí còn hiện lên từng vết nứt nhỏ bằng sợi tóc đang không ngừng nới rộng ra. Trong khoảnh khắc truyền đến một trận âm thanh răng rắc, sau đó vỡ vụn, nửa thân trên của khải giáp tất cả đã nát bấy, lộ ra thân thể trắng kiện ngăm đen. Không nghĩ tới ngay cả Chí Tôn Linh Bảo cũng không cách nào ngăn cản, cũng may bản thể ta phòng ngự vốn cường mạnh, thật đúng là quá khó khăn. Kiêu Nam trầm giọng nói, đối với một kích vừa rồi của Tiêu Bất Phàm, trong lòng cũng cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Một bên, trường bào của Long Quân đã rách nát, khải giáp bao bọc cơ thể hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc bị phong nguyên tố cuốn đi, giờ phút này cũng không thấy đâu nữa, sợ rằng nếu cứ như thế, bản thể của Long Quân sẽ bị uy hiếp rất lớn. Kiêu Nam hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên cầm chiến phủ chém với tốc độ cực nhanh, lực lượng ẩn chứa càng khủng khiếp tới cực điểm. Tuy nhiên, so với lúc trước không giống, chính là bề mặt thân thể của Kiêu Nam đã dâng lên một cỗ kim khí sáng bóng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Biến đổi hỗn độn vật chất ư? Tiêu Bất Phàm nhướng mày. Cự phủ sắc bén hung hăng bổ lên bích lũy hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc, mặc dù đã dung hợp hỗn độn lực, khả năng phòng ngự đã nâng cao lên nhiều lần, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng quá khủng khiếp kia đập cho nát bấy. Bốn phía bích lũy chợt lay động, rồi cuối cùng tan biến thành hỗn độn vật chất phát tán trong hư không. Kiêu Nam ánh mắt lợi hại nhìn Tiêu Bất Phàm lạnh lùng nói, xem ra đối phó với đỉnh cảnh giới thượng bộ thần thiên, khi bắt đầu nên toàn lực ứng phó, ẩn giấu thực lực không phải là cách làm sáng suốt. Long Quân trầm giọng nói, xem ra ngươi cuối cùng đã thông suốt rồi, vậy còn chờ gì nữa nào? Sát na trong lúc này, thân ảnh hai người giống như quỷ mị biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa, ánh mắt Tiêu Bất Phàm quét qua không gian vũ trụ trống trải, một cột nước lớn vô cùng phóng lên cao, giống như một con thủy long chắn trước người, chợt ầm ầm nổ mạnh, cột nước kia bị một cỗ lực lượng cường đại đánh cho tan nát. Bên trong cột nước kia ẩn chứa hỗn độn lực chợt băng tán. Cỗ khí lưu kia điên cuồng xông tới, trong hư không đột nhiên nổ lên một đám lửa đỏ chét cùng với khí lưu kia va vào nhau, tất cả lực lượng cũng theo đó mà ầm ầm nát bấy. Tất cả chỉ xảy ra trong một tích tắc. Giờ phút này, Long Quân cùng Kiêu Nam xuất hiện phía trước Tiêu Bất Phàm cách đó không xa. Đợt công kích đầu tiên đã bị ngăn cản, khiến sắc mặt hai người cũng trở nên ngưng trọng. Mi vũ của Tiêu Bất Phàm trong lúc này chớp động sát khí, trầm giọng nói, vô luận là dung hợp nguyên tố pháp tắc hay là đối với cảnh giới điều khiển, ngươi đều quá yếu. Thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới
cùng với thượng bộ thần thiên là tồn tại không thể vượt qua. Long Quân sắc mặt khẽ biến, cười lạnh nói: chớ xem bản thân quá mạnh mẽ, nếu không tới lúc sắp chết sẽ rất khó xử. Ngươi không tin sao? Có thể thử nhìn xem. Thanh âm của Tiêu Bất Phàm lạnh lẽo chí cực, năm ngón tay xòe ra, lòng bàn tay đột nhiên hiện lên một cỗ hoàng sắc khí lưu, sau đó bộc phát không ngừng phóng thích sinh mệnh lực lượng. Ngươi còn không cách nào dung hợp hỗn độn lực vào địa nguyên tố pháp tắc, cũng sẽ không biết huyền ảo trong đó, đây cũng là chênh lệch rất lớn. Một tia hỗn độn lực sáp nhập vào trong hoàng sắc khí lưu, khí lưu nọ mơ hồ rung động một chút rồi đột nhiên bao phủ toàn thân của Tiêu Bất Phàm. Từ xa nhìn lại giống như một lớp hoàng sắc khải giáp. Long Quân thấy thế chân mày liền nhíu lại. Kiêu Nam một bên nói: bất quá lĩnh ngộ nhiều hơn một loại pháp tắc mà thôi, sợ rằng cũng không mạnh hơn là lực bao nhiêu. Long Quân lạnh lùng nói: ngươi là người tu luyện biến đổi hỗn độn vật chất, tất nhiên chưa rõ sự huyền diệu của nguyên tố pháp tắc, mà địa nguyên tố chính là bao hàm lục đại nguyên tố còn lại, huyền ảo vô cùng. Trừ thiên nguyên tố pháp tắc ra, đột phá khó khăn nhất chính là địa nguyên tố, không hổ là đỉnh cảnh giới mà. Kiêu Nam hừ lạnh một tiếng: ta chỉ tin vào thực lực, vô luận là cái gì pháp tắc, ăn một búa của ta cũng phải tan biến thôi. Xem ra hắn đối với lực lượng biến đổi hỗn độn vật chất tràn ngập tự tin. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, xông lên. Long Quân hiển nhiên đã mất đi tính nhẫn nại, hỗn độn lực với tốc độ kinh người tràn ra bốn phía, trong nháy mắt bao trùm phương viên vài trăm thước, theo nguyên tố pháp tắc không ngừng rót vào, cỗ khí lưu hắc sắc kia từ từ biến thành màu đỏ sậm, một khoảng không như bị nấu chảy khiến không gian cũng nổi lên tầng tầng sóng gợn chuyển động có quy luật. Dòng luyện hư không ngữ. Tiêu Bất Phàm đối với điều này lại rất quen thuộc, đây là một loại trạng thái sau khi dung hợp hỏa nguyên tố pháp tắc với hỗn độn lực, nếu như đã đạt tới thượng bộ thần thiên cảnh giới thì trong phiến hư không này cho dù là cao hơn trung bộ thiên thần cũng sẽ lập tức biến thành tro, thượng bộ thần thiên cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Khí lưu màu đỏ kia giống như thủy triều đang dâng lên. Tuy nhiên điều kỳ quái chính là Tiêu Bất Phàm không né tránh, ngược đại lại đang nghênh đón. Khí lưu hoàng sắc bên ngoài thân thể không ngừng lưu chuyển, sau khi tiếp xúc với lực lượng dòng luyện hư không trong một sát na chợt biến thành nam sắc. Thủy nguyên tố pháp tắc ư? Có thể trong thời gian ngắn nháy mắt như vậy biến chuyển nguyên tố pháp tắc cũng chỉ có địa nguyên tố pháp tắc vốn bao dung tất cả nguyên tố mới có thể làm được. Long Quân nhìn Kiêu Nam bên cạnh xuất ý, Kiêu Nam khẽ gật đầu, huy động chiến phủ thật lớn bổ tới hướng Tiêu Bất Phàm. Cách đó không xa, vào giờ phút này Tần Vũ đang trong giai đoạn mấu chốt dung hợp sơn nguyên tố pháp tắc cùng hỗn độn lực, có thể nhờ việc này mà trở thành trung bộ thần thiên nói không chừng. Thần thức bao phủ toàn chiến trường, trong nháy mắt cảm giác được từ trong cơ thể Kiêu Nam phóng thích ra lực lượng biến chất, thầm nghĩ lực lượng thật kinh người, sợ rằng ngay cả Sưng Nhi trước mặt của hắn, ngay cả một búa cũng vô pháp mà đón được. Vô luận là phòng ngự thân thể, linh hồn hay là cường độ lực lượng biến đổi chất cùng với điều khiển trạng thái, thượng bộ thần thiên Kiêu Nam cũng đã đạt tới cảnh giới cực cao, vượt qua rất xa Hồng Quân. Trạng thái giải cấm thứ 9 của Hồng Quân đối với hắn mà nói bất quá là bước khởi đầu mà thôi. Lực lượng kinh người như vậy, Tiêu tiền bối liệu có thể trụ tiếp được không? Tần Vũ trở nên lo lắng, dù sao với lực lượng kinh khủng như vậy, chính bản thân hắn đúng là không có chút tự tin nào có thể tiếp nhận. Vụt, Kiêu Nam nhảy lên thật cao, thân thể to lớn không ngừng lưu động kim khí sáng bóng, cơ hồ tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên chiến phủ, hung hăng bổ xuống, cả hư không đều bị một búa này xé nát, xuất hiện từng vết rách sâu vô cùng. Tính ổn định của bát thần vũ trụ sánh ngang với nguyên thủy vũ trụ, cho dù là thần thiên chí cao cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Tiêu Bất Phàm nét mặt thản nhiên, không chút nào dao động, phảng phất đối với lần công kích này không có bất cứ cố kỵ gì. Một tay ngửa lên, thủy nguyên tố pháp tắc đang lưu động bên ngoài thân thể đột nhiên biến ảo thành màu xanh tím phóng lên cao. Kiêu Nam kia đang điên cuồng bổ xuống, chợt tốc độ giảm hẳn, một cỗ hấp lực ngăn cản hắn phóng xuống phía dưới. Tuy nhiên lực lượng của Kiêu Nam đích thực kinh người, hấp lực chỉ duy trì được một giây sau đó đã mất đi diệu dụng. Nhưng chỉ một giây đó cũng đủ thời gian cho Tiêu Bất Phàm công kích. Phong nguyên tố đã dung hợp hỗn độn lực đã hoàn toàn bao phủ lấy Kiêu Nam, cả hư không dày đặc trường khí sắc bén. Kiêu Nam ở bên trong cảm giác được vô số đợt phong nhận giáp công, đừng nói là thân thể, cho dù là linh hồn cũng đang rung chuyển rất lớn.
Một trận lộ hống tê tâm liệt phế từ cổ hắn phát ra. Long Quân đứng cách đó không xa thấy thế, đồng tử trợn tròn, toàn thân giống như si dại, không tự chủ được mà run rẩy. Trạng thái điều khiển nguyên tố pháp tắc cùng với dung hợp hỗn độn lực như vậy thực sự quá mức sợ hãi. Cho dù là Kiêu Nam thân thể cường mãnh đến vậy, ở bên trong đám ba động dày đặc kia thậm chí cũng không thể tiếp nhận nổi. Bề mặt da thịt từ từ hiện lên những vệt máu. Sau khi tiếp nhận mấy trăm đạo ba động, cả bộ ngực đã máu thịt lẫn lộn. Một tia li ti hỗn độn vật chất biến đổi tản ra sắc vàng sáng bóng, tan biến trong hư không. A! Tiêu Bất Phàm đột nhiên đánh ra một chưởng, thân thể cao lớn của Kiêu Nam rung động một chút, nhất thời bị ném bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh Long Quân. Long Quân thần sắc đại biến, lúc này mới dần dần định thần lại, hai tay áp tay vào thân thể Kiêu Nam, vận dụng địa nguyên tố pháp tắc, một cỗ sinh mệnh nguyên lực tràn vào trong thân thể của hắn. Tuy nhiên, địa nguyên tố pháp tắc không dung hợp với hỗn độn lực, sinh mệnh nguyên lực diễn hóa ra không thể nào trong thời gian ngắn sửa chữa vết thương của cường giả thần thiên cảnh giới. Đôi tay khi chạm đến Kiêu Nam trong một sát na, Long Quân cũng cảm giác được hắn gần như không chỉ có tổn thương về thân thể, thậm chí cả linh hồn cũng bị trọng thương nghiêm trọng, không khỏi khiếp sợ đối với cảnh giới điều khiển nguyên tố pháp tắc của Tiêu Bất Phàm. Chạy ư? Đây là ý nghĩ duy nhất của Long Quân lúc này, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn, không nghĩ đến Tiêu Bất Phàm cũng che giấu thực lực. Tiêu Bất Phàm tự hồ cũng nhìn thấu tâm tư của Long Quân, nhưng vẫn chưa có hành động gì, ánh mắt dừng ở sâu trong vũ trụ, dường như cảm giác được điều gì đó. Long Quân nghiến răng thật chặt, điều khiển vũ trụ bổn nguyên lực vận dụng thuấn di để chạy trốn. Nhưng vào lúc này, một đạo trường khí từ phía xa vô tận đột nhiên phóng tới. Không gian mấy ngàn thước xung quanh cũng dường như vì nó mà đông cứng lại. Long Quân hoảng sợ nhìn đạo trường khí kia, phốc một tiếng, đạo trường khí đã xuyên qua thân thể. Tại sao có thể như vậy? Đôi con ngươi của Long Quân thấu phát ra nỗi khiếp sợ cùng không cam, thần sắc tuyệt vọng. Không chỉ là thân thể bị phân cắt mà linh hồn cũng bị xé rách, ngay cả cơ hội vận dụng sinh mệnh nguyên lực cũng không có. Trước khi ý thức tan biến trong một tích tắc, hắn đột nhiên trông thấy một nam tử cô ngạo đứng cách đó không xa. Người đó thân mặc một cỗ trường bào rách rưới, mái tóc bồng bềnh rối bời, đôi con ngươi thậm chí còn đen hơn đêm tối vài phần. Ánh mắt vừa sắc bén lại vừa thâm thúy, trông vô cùng uy nghiêm. Vạt áo phải theo gió bay lất phất, chính là không có tay. Đây chính là thần thiên thứ 20 cụt một tay Phong Thần Nguyệt. Là ngươi sao? Lời còn chưa dứt, ý thức của Long Quân đã tiêu tán. Một luồng hỏa quang xoẹt qua thi thể đã thiêu đốt toàn bộ sạch sẽ. Phong Thần Nguyệt chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất như thiên quân vạn mã, lộ ra vẻ phá lệ vô song. Cả hư không cũng theo đó mà dao động. Tiêu Bất Phàm thấy Phong Thần Nguyệt, đôi mắt liền trợn tròn, lông mày nhíu chặt. Một cỗ thanh sắc khí lưu trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hình thành một lớp khải giáp phòng ngự, hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc. Thần thức Tần Vũ cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Phong Thần Nguyệt, thất kinh nói: "Là hắn ư?" Nhậm Thiên Tuyệt đã từng nói qua, Phong Thần Nguyệt là sau khi dung hợp hỗn độn lực và phong nguyên tố pháp tắc cùng hỏa nguyên tố pháp tắc mà trở thành trung bộ thần thiên. Cảnh giới hiện tại của hắn từ trong tin tức của Nguyên Thủy Thần Thiên bảng đã đạt tới thượng bộ thần thiên, nhưng xem Tiêu Bất Phàm phòng ngự như vậy, e rằng Phong Thần Nguyệt này đã đạt tới đỉnh cảnh giới của thượng bộ thần thiên. Sự xuất hiện của hắn mục đích chẳng lẽ cũng là quyền trưởng khống giả chi cao hay sao? Sau cuộc chiến kịch liệt giữa các thần thiên, sự dung hợp hỗn độn lực với pháp tắc, Tần Vũ đã hiểu rõ thêm một phần. Hai đoạn khí lưu phân biệt màu sắc kia đang không ngừng dung hợp, từng chút rót vào trong cơ thể. Từng tràng kịch chiến lĩnh ngộ được là sau khi dung hợp hỗn độn lực với nguyên tố pháp tắc, trong đầu Tần Vũ không ngừng suy tư kỹ xảo điều khiển. Tràng cảnh vừa rồi vẫn còn in đậm trong óc. Ông bỗng nhiên vào lúc này, thân thể Tần Vũ run nhẹ nhẹ một cái. Hắn phảng phất cảm giác được một lực lượng nào đó từ trên trời giáng xuống, nét mặt toát ra thần sắc vui sướng vạn phần. Cách đó không xa, Nhậm Thiên Tuyệt cùng vô thần đánh nhau đã tới giai đoạn kịch liệt. Ngàn vạn thanh sắc ti tuyến bao vây hoàn toàn Nhậm Thiên Tuyệt. Ti tuyến kia giống như kim châm đâm vào lớp phòng ngự, hình thành từ sơn nguyên tố pháp tắc, xuyên thấu vào tận sâu trong linh hồn của Nhậm Thiên Tuyệt. Dù sao, Nhậm Thiên Tuyệt vẫn là thượng bộ thần thiên, cường độ linh hồn bản thể cũng không yếu đuối đến vậy. Một tia linh hồn lực hình thành một đạo phòng ngự cùng với thanh sắc ti tuyến kia giằng co. Tuy nhiên, không được bao lâu, ti tuyến kia cũng đã xâm nhập được vào linh hồn Nhậm Thiên Tuyệt.
khi chạm đến linh hồn trong một sát na lại giống như ôn dịch lan tràn, tốc độ cắn nuốt tăng lên mấy trăm lần. Đột nhiên, Nhậm Thiên Tuyệt sắc mặt trở nên trắng bệch. Tại một nơi cách đó 10 thước, 10 ngón tay vô thần đang thao túng ngàn vạn ti tuyến lạnh lùng nói: "Đối với nguyên tố pháp tắc, ta Tử Long Quân đã hiểu rõ rất nhiều, nhưng linh hồn công kích, ngươi có thể hiểu rõ bao nhiêu? Phải biết rằng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Có thể khắc chế linh hồn công kích chỉ có hai cách, một loại chỉ có thiên tài thần thiên mới có thể vận dụng, còn lại trừ thượng bộ thần thiên đỉnh cảnh giới chưa ai có thể thi triển." Nhậm Thiên Tuyệt chợt hiểu ra, đúng là chỉ có dung hợp hỗn độn lực với sinh mệnh nguyên lực mới có thể khắc chế linh hồn công kích, tốc độ chữa trị của nó hoàn toàn có thể vượt qua tốc độ cắn nuốt của linh hồn công kích. Nhưng Nhậm Thiên Tuyệt hôm nay bất quá chỉ là thượng bộ thần thiên, đối với địa nguyên tố pháp tắc bất quá chỉ là sơ nhập, như thế nào có thể dung nhập hỗn độn lực vào trong sinh mệnh nguyên lực đây? Vô thần cuồng vọng cười, phảng phất như sống chết của Nhậm Thiên Tuyệt đã nằm trong tay mình. Nhậm Thiên Tuyệt sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, mái tóc bạc bay tán loạn trước mặt, nhìn thoáng qua có vẻ rất khổ sở. Tuy nhiên, vào giờ phút này, cả hư không đột nhiên trở nên rung động kịch liệt, hỗn độn vật chất vô tận chung quanh trong nháy mắt bị diễn hóa thành hỗn độn lực, diễn hóa thành màu xanh tím cùng với xanh rêu. Lưỡng sắc khí lưu hỗn tạp đang cùng nhau hiện lên, hội tụ lại tại một bóng người cách đó không xa. Vô thần ánh mắt nhất liễm. Hắn đã trở thành thượng bộ thần thiên sao? Cách đó không xa, thân thể Tần Vũ được bao phủ bởi hai loại ánh sáng, lấy tốc độ kinh người không ngừng thấm vào bên trong cơ thể. Vô luận là thân thể hay là linh hồn tại lúc này cũng đã tiến hành thay đổi, cảnh giới tăng lên, cường độ thân thể và linh hồn đều tăng lên một tầng. Thấy cảnh giới Tần Vũ tăng lên, Nhậm Thiên Tuyệt cũng là cực kỳ vui mừng. Tuy nhiên, lúc này linh hồn hắn đang bị điên cuồng cắn nuốt, nụ cười trên môi vẫn lộ ra vẻ nhợt nhạt. Xem ra trên phương diện phong nguyên tố dung hợp với sơn nguyên tố, Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Một cỗ uy áp nhất thời tản ra, nhưng uy áp của trung bộ thần thiên đối với thượng bộ thần thiên căn bản không thể tính là gì. Cỗ hỗn độn lực kia vào lúc này đã hoàn toàn cải tạo huyết mạch trong thân thể của Tần Vũ. Cơ thể cùng linh hồn hắn có thể cảm giác rõ ràng, toàn thân trên dưới, thậm chí mỗi một lỗ chân lông cũng đều lưu động một loại lực lượng kỳ dị. Cảm giác như vậy thực sự quá thư thái. Ông lại một âm thanh vang lên, không gian bao quanh Tần Vũ đột nhiên đông cứng lại, hỗn độn lực vô tận không ngừng ngưng tụ lại, trong đó hình thành một phong nhận hình bán nguyệt. Cỗ phong nhận kia dung hợp với hỗn độn lực cơ hồ không thể bẻ gãy. Phốc một tiếng, đạo phong nhận đột nhiên phóng ra, dĩ nhiên là hướng tới vô thần mà đến, tốc độ cực nhanh, xẹt qua không gian nơi nào, nơi đó xuất hiện từng tia sóng gợn lăn tăn. Vô thần lúc này toàn bộ chú ý lực đang cắn nuốt linh hồn của Nhậm Thiên Tuyệt. Thấy phong nhận kia kéo tới, nhất thời kinh hãi tái mặt. Cho dù là thượng bộ thần thiên, dưới tình huống không có bất cứ một loại phòng ngự nào, bị trường lực của trung bộ thần thiên đánh trúng, khả năng thương tổn là không phải bàn. Huống hồ vô thần là tu luyện linh hồn mà trở thành thần thiên, mặc dù phòng ngự linh hồn rất khủng khiếp, nhưng phòng ngự thân thể so với thần thiên tu luyện nguyên tố pháp tắc cùng với biến đổi hỗn độn vật chất kém hơn rất nhiều. Một kích xông tới, nếu như vô thần không tránh, e rằng thân thể sẽ tuyệt đối tan nát. Hỗn đản! Vô thần phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, rút lại linh hồn công kích đối với Nhậm Thiên Tuyệt. Thân ảnh chợt lóe đã thân di tới vài trăm thước xa. Tuy nhiên phong nhận kia đột nhiên chuyển hướng, giống như đuổi hình bắt bóng bám theo vô thần. Lúc này Tần Vũ bay lên, cảm giác hai loại pháp tắc dung hợp với hỗn độn vật chất phảng phất giống như chúng cũng là cùng một phần của thân thể, có thể tùy ý mà điều khiển. Cảnh giới như vậy đã quá hoàn mỹ. Chỉ là một trung bộ thần thiên cũng dám to gan trước mặt ta, chết đi! Ánh mắt vô thần lạnh lùng nhìn Tần Vũ, một tia thanh sắc ti tuyến với tốc độ kinh người kéo dài tới. Tần Vũ trong lòng cả kinh, cho dù là Nhậm Thiên Tuyệt cũng không cách nào chống đỡ cỗ linh hồn công kích kia, bản thân hắn càng không thể. Vừa nghĩ vậy liền vận dụng vũ trụ bổn nguyên lực thuấn di trốn tránh. Cũng vào lúc này, vô thần cảm giác được cả không gian tự hồ đang nằm trong một cỗ hấp lực khổng lồ đang không ngừng nén lại. Là trạch nguyên tố pháp tắc sao? Vô thần trong lòng cả kinh, Long Quân cũng cảm giác được cỗ hấp lực vô hình kia, cả thân thể cũng như dính lầy, không cách nào tự kiềm chế. Lỗi báo! Chợt một tiếng giống to vang lên, thân ảnh Nhậm Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện trước người, bàn tay nâng lên một quang cầu kích thước rất lớn, hung hăng đánh lên ngực vô thần.
Vô thần không kịp chuẩn bị, toàn bộ tinh thần đều đang muốn tiêu diệt Tần Vũ. Không có nghĩ đến Nhậm Thiên Tuyệt linh hồn đang bị thương nặng, nhưng vẫn còn khả năng thi triển lôi nguyên tố pháp tắc. Nhất thời một vùng điện quang bao phủ toàn thân của vô thần. Đột nhiên một đạo thanh quang phóng lên cao, sau đó biến mất cực nhanh trong bát thần vũ trụ. Nhậm Thiên Tuyệt ho một tiếng dài, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, như không có một tí huyết sắc, trầm giọng nói: "Lại để hắn chạy thoát rồi, phòng ngự linh hồn thật đúng là biến thái mà." Tần Vũ hỏi: Người thế nào rồi?" Nhậm Thiên Tuyệt khẽ lắc đầu cười: "Cũng may gần đây có lĩnh ngộ một chút sinh mệnh nguyên lực của địa nguyên tố, nếu không ngay cả năng lực thi triển nguyên tố pháp tắc cũng không còn, đừng nói gì là dung hợp với hỗn độn lực." Tần Vũ đưa tay áp lên ngực Nhậm Thiên Tuyệt, nhất thời cảm giác được thanh sắc ti tuyến vẫn còn đang không ngừng cắn nuốt linh hồn hắn, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn bị ăn mòn. "Ăn mòn linh hồn thật là lợi hại." Tần Vũ cũng cảm thấy kinh hãi, tái mặt. Nhậm Thiên Tuyệt gật đầu nói: "Vô thần là thượng bộ thần thiên, có thể tu luyện linh hồn công kích tới bước này đã là phi thường lợi hại. Thanh sắc ti tuyến kia đã ăn mòn linh hồn ta, cũng biến thành một phần linh hồn của ta, là không cách nào diệt trừ được. Chỉ có dung hợp hỗn độn lực và sinh mệnh nguyên lực mới có thể có cách giải trừ. Tuy nhiên có khả năng như vậy ở đây cũng chỉ có Tiêu Bất Phàm. Ta bây giờ không còn đáng ngại nữa, đi xem Tiêu Bất Phàm một chút đi." Lúc này Tiêu Bất Phàm vẫn còn đang cùng Phong Thần Nguyệt giằng co. Tiêu Bất Phàm trầm giọng nói: "Ta vẫn có nghi hoặc, có thể tùy tiện biến ảo thân thể, nhưng ngươi vì sao vẫn chỉ có một cánh tay?" Ngữ khí của Phong Thần Nguyệt lạnh như băng, rồi lại thấu phát ra khí phách vô tận: "Trời sinh ta đã cụt một tay, cũng có thói quen dùng một tay giết người." Tiêu Bất Phàm cười lạnh nói: "Ngươi là thần thiên thứ 20, vẫn còn đứng sau ta. Nhưng gần đây ta từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng cũng đã điều tra tin tức của ngươi. Ngươi đảm nhiệm thần thiên gần 7 vạn diễn kỷ, tốc độ tu luyện cũng là cực kỳ kinh người, nhưng thủy chung vẫn là thượng bộ thần thiên, còn chưa đạt tới đỉnh phong của cảnh giới." "Tốc độ tu luyện của ta kinh người ư? Vậy ngươi mấy ngàn năm thời gian lên đạt tới thượng bộ thần thiên cũng đã là một trong những kỳ tích của Nhậm thần thiên rồi." "Không sai, ngày trước ta là thượng bộ thần thiên, nhưng hôm nay cũng đã không thể so sánh nữa rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.